Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì điều hành giá xăng dầu và quỹ bình ổn xăng dầu thay cho Bộ Tài chính như hiện nay. Đây là quyết định của Thủ tướng Chính phủ mới ban hành, mặc dù Bộ Công Thương đã nhiều lần từ chối. Như vậy, từ nay, Bộ Công Thương sẽ là đơn vị chủ trì, được quyền đồng ý hoặc bác bỏ đề xuất điều chỉnh giá xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối trên cơ sở tham khảo ý kiến của Bộ Tài chính. Biên độ điều chỉnh giá xăng dầu được thực hiện theo 3 mức. Khi yếu tố cấu thành biến động làm giá cơ sở tăng 3%, doanh nghiệp đầu mối được tự quyết định giá bán lẻ tương ứng. Khi giá cơ sở tăng trên 3% đến 7%, doanh nghiệp phải xin phép ý kiến liên bộ. Khi giá tăng trên 7% phải báo cáo Thủ tướng. Trả lời chất vấn Quốc hội cách đây ít lâu, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, Bộ này không muốn nhận trách nhiệm chủ trì trong việc điều hành giá xăng dầu, mà chỉ muốn đóng vai trò phối hợp với Bộ Tài chính. Tuy nhiên, khi Thủ tướng quyết định thì Bộ này sẽ phải chấp hành. Mới cách đây một tuần, vào ngày 23 tháng 6, giá xăng đã bất ngờ tăng thêm 330 đồng một lít, đạt mức kỷ lục 25.538 đồng một lít. Đây là lần thứ tư các doanh nghiệp tăng giá bán lẻ xăng và cũng là lần tăng mạnh nhất kể từ đầu năm tới nay.